Cha mẹ làm gương cho con trẻ noi theo. Cha mẹ hãy thể hiện cho con mình thấy rằng họ cũng là người tử tinh và có chính kiến trong cuộc sống. Trẻ có thói quen sẽ học tập và bắt chước theo hành động, thái độ và thói quen của những người xung quanh. Đây là cách rèn luyện sự tử tinh cho trẻ được nhiều phụ huynh áp dụng. Lắng nghe ý kiến của trẻ Hãy để trẻ được nêu lên quan điểm, đó cũng là cách để kiểm tra xem trẻ đang có hiểu đúng vấn đề nếu có sai lệch cha mẹ sẽ đồng cảm và giải thích cho bé hiểu rõ hơn từ những điều đơn giản như vậy dù ở trường học hay trong giao tiếp với mọi người trẻ đều có thể tự tin nói lên ý kiến của mình năng nổ trong học tập để ý ngoại hình cho trẻ nhiều trẻ dễ bị tự ti và mặc cảm bởi ngoại hình và sợ bị người khác trêu chọc hay bị nhột nhã ngải ngùng chính vì vậy trẻ sẽ tự tin thể hiện cả tình của bản thân hơn nếu được sở hữu vẻ bề ngoài gọn gàng được chăm chút giúp trẻ tìm ra sở thích cá nhân. Mỗi người đều có sở thích riêng và trẻ cũng thế. Bố mẹ hãy tìm ra sở thích cá nhân và ủng hộ sở thích của bé. Những sở thích lúc nhỏ có thể rất hữu ích, định hưởng cho trẻ khi lớn, bởi trẻ sẽ biết được thể mạnh của mình ở đâu và phát huy chúng. Dạy trẻ tỉnh kiên nhẫn Cùng trẻ chơi những trò chơi mang tính logic, cần nhiều thời gian để thực hiện như giải câu đố, truy tìm kho báu, những trò này cũng sẽ là cách dạy cho trẻ khả năng kiên nhẫn. Bởi khi có tình kiên nhẫn, trẻ sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề. Trẻ sẽ không đổng vội và đưa ra những quyết định sai lầm. Từ đó sẽ luyện sự tự tin ở trẻ thông qua việc luyện tập tỉnh kiên nhẫn.